Xin chào mọi người đang xem kênh Sườn Sơn TV của mẹ Tiên nha. Hôm nay mẹ của Tiên sẽ làm món cơm hấp hào và giá đậu nành nha mọi người. Đây là cơm mẹ Tiên đã do sạch rồi, chế nước vừa phải. Tiếp theo là giá đậu nành mình rửa sạch. Giá đậu nành hấp, cái này thì mình có thể dùng cái loại còn đầu cũng được nha. Hấp cay thì mình mới cần cái loại không đầu, cái loại mà lặt đầu rồi á. Rồi đây là hào nha, hào tươi. Bên này bên Hàn Quốc đang vô mùa hào, mùa đông là mùa của hào bên Hàn Quốc á. Chị em người Việt mình đi lễ hào nhiều lắm luôn, công việc kiếm khá là bộn tiền ở bên này vào mùa đông. Tranh thủ đi lễ tới mùa hè thì ít, hoặc là nghỉ. Mùa hè là phải nghỉ vài tháng. Đầu mùa thu vô lễ lại, lễ tới cuối mùa xuân á. Rồi bây giờ mình bắt đầu đậy nắp lại nha. Chứ không có tay. Rồi tiếp theo là mình bỏ nấm đông cơ vô nha mọi người. Rồi 10 phút đã trôi qua, bây giờ mình sẽ dở ra cơm chín nha mọi người. Trời ơi ngon ghê luôn. Rồi bây giờ mình bới ra nha mọi người. Wow, thơm phức luôn á, mùi nó rất là ngọt ngào. Khói bay quá, che mở ống kính luôn rồi. Múc đổ trong cơm, trong tô. Bồ yang xích đó, mày mua bồ yang xích. Mẹ thì nó đồ bổ đó, con ăn ăn nhiều vô. Bồ yang xích. Thật bởi sôn nhỏ mùi chẳng nè, ở băng sắc cao nà ta. Cùng đi chậm đọc bộ kinh ngạc. Chân chân, mọi người ăn với cả nhà của Tiên nha. Hôm nay có hai mẹ con thôi. Nè, và mình sẽ rưới cái nước sốt này lên cơm nha mọi người. Đây là lần đầu tiên Tiên xuất hiện trên kênh Sườn Sơn TV. Hình như là mẹ Tiên quay gần 1 năm mấy 2 năm rồi. Mà lần đầu tiên Tiên mới xuất hiện. Mày thấy sao? Mà chích kem không? Nè. Ôi nó cool vibe vậy. Trộn đều lên nha mọi người, mình sẽ trộn đều lên. Cái nước này á, cái nước sốt mẹ Tiên làm á là nước tương, dầu mè, mè rang, hành, bột ớt. Rồi Chán kia đi mình mà nhiều loại lắm, bỏ chậm á. Cái nước sốt này mình dùng để trộn cơm này ăn cũng được, hoặc là mình chiên cá, nướng cá đó, mình rửa lên ăn cũng rất là ngon nha. Mình đi ăn đi mẹ. Hồng củ ganjang. Nè. Ếch chấm. Nè. À nước mắm nữa hả mẹ? Mè xịt. Chan giấm, kê sôgôm, bẹt thanh năng, cochu. Nước mơ ngâm. Ta chỉ. Có chứ ớt Việt Nam trong đó mọi người. Mà này. Mẹ tự nhiên là bị ghiền Việt Nam rồi. Tỏi rồi các thứ rồi. Ta mê mà xin ăn. Muốn ăn cay thì bỏ nhiều ớt cay. Ăn thử miếng nha. Rồi con hào chà bá lửa luôn. Mời mọi người nha. Trời đất ơi. Mà thích chà. Ngon quá gớt đủ luôn mẹ. Nếu muốn mà thích chà. Chà cắt tôi đã chơi à. Tôi đã chơi chứ mà không. Mà thích chà. Không có mặn quá. Rất là ngọt luôn. Ngọt từ hào nè, mềm, thơm từ nấm đông cô, bùi bùi của gạo nó, nói chung là không có mặn, rất là tốt cho sức khỏe mà ngon nữa. Bổ sức khỏe. Mình ăn em tự rồi. À, test rồi. Vừa ăn vừa, ăn mặn quá bị cao huyết áp nha mọi người, ăn vừa vừa thôi. Mát rồi. Cái gì nè, khắc cơm ý đi hả mọi người. Vỏ hào còn dính đây. Bồi ăn chứ. Phô bơ sốt chấm nước cốt đặc. Mà nó có gì? Phô bơ sốt. Anh nhìn kêu lên mà. Kêu lên à? Nè. Cả kem 이렇게 해 먹는 게 좋다고 보양식이라고. À, nè. Mẹ thì nói cái này là món đồ ăn bổ của mùa đông á. Thỉnh thoảng làm ăn rất là tốt sức khỏe luôn. Đi cửa hát cô. Sam chết. À, sam chết thằng. Món này với lại món gàm sâm nữa mọi người. Mùa đông là mình ăn mấy món có sâm gì nè, cho nó kiểu như là tăng sức đề kháng á. Tăng nhiệt độ cơ thể mình lên á. Tại vì mình ăn uống sâm là nó sẽ tăng nhiệt độ cơ thể mình lên, cho nó ấm, giữ ấm cho cơ thể mình. Nó truyền lửa cho nó không có dễ bị cảm cúm các thứ đâu. Cái bữa này là 잘 먹어줘야 이기는다 추위를.
Mới đây không? Mùa đông là mình phải ăn thật là nhiều thì mới có sức khỏe để chống chọi được cho cái lạnh nha mọi người. Người cố gắng ăn ngủ nhiều nha. Đừng suy nghĩ gì quá, đừng làm chuyện gì quá, nó vấn đề nó lên phức tạp. Cứ sống thoải mái tự nhiên đi, rồi chuyện gì tới nó tới. Mình cứ cố gắng thôi chứ mà đừng suy nghĩ nhiều quá. Suy nghĩ nhiều quá stress các thứ rồi ốm o gầy mòn. Nghĩ cái chuyện này là sẽ tiếp ảnh mà. Sẽ có một mà. Mày nói. Nói từ từ thôi. Mà ăn nhiều nhiều vô. Để ngủ em không ngon. Trời ơi. Mẹ chồng tôi á. Cưng con dâu lắm. Thấy tiền bị đau bao tử mọi người. Là mua một thùng khoai gì. Ma vậy á. Ma. Ma. Ông đi ma hăng bắt được xích chọc. Thùng ma là. Mọi người đọc cụ đề nha. Tiếng Việt là cái bằng cái củ gì đó. Củ mài hả? Kiểu vậy. Đang nấu nước cho tiên uống. Nó cái nó là nghe nói chị đau bao tử rất là tốt luôn. Má gà. Ừ. Sán mà cái của chân mà cái của. Dạ đó là. Cái gì nhỉ? Trắng mà. À cái đấy. Sán mà, chân mà, trắng mà. Ừ. Cái cái này 내가 산게 trắng mà 제일 좋대. Tô. Mà cứ cho sao? Dạ, nan thế. Mùi chân mùi cứ cho sao? Cái này. Nụn nam. 아버지 산에 가서 뺏겼대. 누른 나무요? 누름 나무. 나오 thêm cho tiên cái nước của cây nurum á mọi người. Cái cây đó là trị viêm nhiễm và bao tử đồ, đặc biệt là tốt cho mấy người bị ở trào ngược dạ dày. Đau bao tử khó tiêu rồi hay bị đau bụng rồi mọi người. Nurum naamu nữa. Thì uống thấy đỡ nhiều chứ tiên uống cái nước ép của bắp cải. Bên này nước ép bắp cải là người ta uống để mà trị mấy người mà bị trào ngược thực quản với đau dạ dày đó. Uống mấy cái đó thấy đỡ nhiều lắm mọi người. Như uống ba cái nghệ. Nghệ nano tiên đang bán lắm với sâm. Ở mùa đông là mình cứ ăn sâm, uống nghệ, ăn thứ thảo dược. 느릅나무는 염증이 있을 때 이런데 뭐 종기가 났거나 그때다 붙이고 몸에 염증이 있을 때 그거 뭐그 염증을 낫게 하는 게 진짜 효과 있어요. 나 요즘 많이 좋아졌어요. 그거를 이날 더 이런 거 아무것도 하면 안돼. 계속 좀 먹어줘. 몸 rồi các thứ rồi viêm nhiễm viêm dạ dày đâu đâu đây vậy đó cũng đỡ nhiều lắm mọi người. 마는 무슨 역할을 하냐면 cây là ba tiên lên trên dãy á đốt về. 마는 위를 trên núi trên dãy mọi người. 이렇게 이게 위잖아. 동그랗게. 그 밖에 상처가 있거나 뭐 염증이 있으면 그거를 이렇게 싸 주는 거야. 싸 주고 세사를 차오르게 하고 그거를 상처가 안 나게끔 만들어. 그래서 마가 좋아. 그다 신약을 먹으면 안 돼. 먹지 마. 위를 자꾸 상처를 만들어. 신약이에요. Mẹ tôi nói đừng uống thuốc tây nhiều quá. Uống cả mọc thảo dược rồi vậy đó. Lạm dụng thuốc tây quá không tốt. Mà cái đó thì bên Việt Nam mình ai cũng biết mà đúng không? Uống thuốc tây nhiều nóng trong người. Nghe nói bị nóng trong người nhưng mà thực chất là nó hại cho gan rồi á mọi người. À, nói là má đi. Mì vô tòa. Mẹ rồi tê đi tòa tòa. Mơ ghi nô cô tê đi tòa. 아프면 일단 나타나야 될 거야. 그럼 저 미워요? 알죠. 그럼 말이 그렇다 이 말이다. 그럼 맨날 말이. 사랑해요? 그래서 맨날 사랑하는 게 듣고 살지 사랑하는 말 듣고 살지 조금 애빛 이런 맨날 nói thương con dâu mới lấy mới 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 sống chung với nó chứ ghét nó đuổi nó ra khỏi nhà nấu chăm lo cho nó làm chi sao mai y sinh cái nào mai mình mắc hai cái sai chứ cái đó nó bởi sự chốc còn happy. Mẹ chồng tiên á tuy không phải là yêu chiều cưng con dâu ngọt ngào các thứ đó không phải vậy nhưng mà mẹ chồng tiên kiểu là khi nào sai thì sẽ la đó. Và khi nào mà như là bệnh hoạn hay là cái gì mà cần bà chăm lo thì bà sẽ chăm sóc hết lòng nhưng mà sai thì sẽ la nha mọi người chứ không phải cưng chiều nha không có ngọt ngào nha. À, 아무 락 했는데
맞아요. 레몬이다. Thấy mẹ ăn nhiều thì tôi cũng mừng á mọi người. Thường thường hay chọc bậy thôi chứ mà mừng. Ủa, cô chị mẹ cứ tự cô chị. Ăn được mới có sức khỏe được. Nè. Cùi bắp rồi mừng cô rồi mà sáng cái nè. Nói là ông mẹ cùi bắp rồi trả lời cho cô tôi. Kêu đẹp. Cô trả lời sáng kê các cô bay hết sao. Trả lời xong cùi. Mà chứ đất rồi ạ. Mà chứ đất. 지금 살 지금 90인데. 참. 100살에 모두 엄마는 엄마고. 말만 깜냥 애 띵어. 근데 너가 하윤이 왜 그래? 좀 뭐 와짱 게려. 하? 님에. 안 안 그 món gì đâu lâu rồi. Nhớ tới mẹ mẹ của mình, mẹ chồng tiếng nha. Mẹ ruột. Mẹ làm món gà chăn mặc dù bây giờ bà đã gần 70 tuổi rồi đó mọi người, nhưng mà vẫn còn thương mẹ của mình. Nếu mà mẹ chồng, nếu mà bà ngoại chồng của Tiên còn sống đến giờ là chắc cũng 90 tuổi rồi đó. Dạ, hóa ra là muốn hóa ta. Nên là nữ dù là một chí nè, mỹ sứt thì là hôm nay mỹ sứt thì đã bắt là sắp. Tao ổn nhiên mà xí chăng gà cơ à. 티는 꼭지 사러 간다. 또 오늘 아침 난리 났다. 차 사러 차. 아, 윤은 trời nó đều chảy nước luôn. Sáng nào nó cũng bắt bà nội nó trang điểm cho nó chứ. Buộc tóc, buộc tai, thắt nó tất bính các thứ. Rồi xong làm đánh phấn xong rồi xong đã chốt luôn nha mọi người. Ăn xong lỡ có bị trôi á thì cũng phải chùi. Chùi lại, cái lộn, không cho chùi. Ăn xong bị trôi là phải chùi, phải xoa, phải bôi lại. Mặc đầm mặc váy chứ không chịu bằng quần áo bình thường. Lúc nào cũng phải đầm hoặc là váy mới đi học nha. Dạo này bắt đầu đi học múa ballet nữa. Vô trọng là tao nói như con công luôn. Mình chơi nên hả làm gì bữa đồ trong sàn. Ngờ mà nó ngủ vô nội nó đái. Mấy bữa thì ngủ ngon lắm. Có bữa sơ sẩy chút xíu đái vô mờ trong nội luôn. Tại bỏ tả đó mọi người lâu lâu vẫn còn bị sơ sức chút xíu. 아니 조금만 쓸게 하는 것도 여러 가지라니까 조금만 편하라고 지금 제가 일부러 저런다니까 안 올라가고 조금만 힘들까 봐. Nó sợ mẹ nó mệt á, nên là nó xuống nó bắt ông bà nội nó cho nó ăn thì ngủ với nó được các thứ chăm sóc cho nó đỡ nó sợ mẹ nó mệt. Có đứa con gái cũng nhờ được ha mọi người ha, cũng biết thương mẹ nè. Chắc là chú cây á. Anh nha, chắc là mệt tốt ta. À, kim chi mẹ Tiên không thích ăn cắt. Xé cái ăn gì mới ngon, cảm giác xé kim chi ăn ngon giống như là mình ăn sườn mà mình cầm mình xé sườn vậy đó. Cảm giác nó ngon, trời con Hào bự vào bá cuộn với kim chi bỏ vô miệng ngay. Bất nào mà nói mà nó tốt tốt chứ tao mà tao mắc chứ tao nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video của mẹ Tiên nha, đăng ký nhấn chuông lên và comment ủng hộ cho kênh Xuân Xanh TV và trang Facebook Hoàng Việt Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. No.